Xin kính chào cả nhà, kính chúc mọi người có một ngày bình an. Trân trọng giới thiệu đến quý vị truyện ngắn Đồ Giả của tác giả Bùi Đệ Yên. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Nàng ngoài 30 tuổi, làm thư ký văn phòng cho một công ty của Nhật và sống tạm trong ngôi biệt thự nhỏ của người dì đang ở Úc. Chàng tốt nghiệp đại học, làm ở một cơ quan hành chính, nói chuyện hay, chơi bóng giỏi, cao 1m71, nặng 62kg. Có thể chàng là giấc mơ của các cô gái như nàng, nhưng cũng giống như 90% các chàng đẹp trai mà vẫn một mình khác, đó là nghèo. Thói đời đã nghèo thì thường phải tính. Chàng chẳng thể bán mình làm bồ nhí cho mấy bà sồn sồn như mấy thằng đô con ít học khác. Cũng chẳng dại gì chọn mấy em eo thon chân dài 18 đôi mươi. Lương chàng đầu tháng lãnh thì giữa tháng đã hết. Yêu các em đó chẳng cần tính đến những món đồ tặng đắt tiền như vòng nhẫn, dây chuyền, giày bóp, son phấn. Chỉ cần một bữa đi ăn nhà hàng, dăm ly nước cam tại một quán cà phê máy lạnh nào đó, thì cái khoản ký nợ ở chỗ cô thủ quỹ có khuôn mặt lưỡi cày chắc sẽ nằm luôn tới Tết. Rồi để tiền thưởng Tết còn lại chẳng đủ một tấm vé về quê. Suy đi tính lại, chàng chọn mấy em gần quá lứa lỡ thì là hay nhất. 29, 30 tuổi, chí ít cũng ổn định việc làm, kiếm khá nhiều tiền mà lại ít tiêu, không quá trẻ con, nhõng nhẽo, cũng chẳng quá lõi lọc trải đời. Vì thế họ gặp nhau. Chàng vừa ý thấy nàng khá đẹp, hơn chàng 3 tuổi, nhưng trông nàng trẻ hơn rất nhiều với vóc dáng mảnh mai và khuôn mặt ngây thơ trong sáng. Nàng đi xe Attila màu đỏ, điện thoại Nokia nhỏ xinh, đặc biệt là những đồ nữ trang kiểu dáng độc đáo bằng vàng trắng mà chàng biết giá của nó gấp đôi, gấp rưỡi vàng thường. Cái chu trình làm quen cũng giống như mọi cuộc tình khác, là bắt đầu uống. Tình yêu nào chẳng đi qua cái dạ dày, một quán cà phê danh tiếng với những đài phun nước sang trọng, những bức tranh hấp dẫn và những viên sỏi được gắn rất mỹ thuật bên trên tường. Đó là nơi hẹn hò lần đầu của chàng và nàng. Chàng kêu cho nàng một ly cam vắt như thói thường của những chàng rành tâm lý phụ nữ và gọi cho mình một ly cà phê đá, thứ nước uống vừa sành điệu vừa rẻ tiền. Trong lúc nàng ngắm nhìn những giò lan vũ nữ xòe những cánh vàng tươi như cánh bướm, thì chàng thầm nhớ đến những quán cà phê bình dân nơi chàng hay vào. Thật ra cà phê nào cũng có hay cái riêng, mình quen đến quán nào thì tới chứ sao phải cầu kỳ đến mức đi cả chục cây số để chọn một quán cà phê ưng ý, đúng không em? Nàng cúi mặt trước ánh mắt đưa đẩy và giọng nói ngọt ngào của chàng. Sau 3 lần gặp nhau thì điểm hò hẹn đã chuyển sang những quán cà phê của chàng. Mà thực ra khi người ta đến quán chỉ là để được thấy nhau thì uống gì và quán nào có gì là quan trọng. 2 tháng sau thì chỗ hẹn hò không còn là những quán cà phê nữa, mà chuyển ra những chỗ kín đáo yên tĩnh hơn. Sau đó thì chàng đã có thể nói với nàng những chuyện đại loại như: em có biết bây giờ sau 2 lần gặp gỡ người ta thường dẫn nhau đi đâu không? Thì đến nhà gặp người lớn. Thế còn sau 2 tháng quen nhau? Thì đến phòng đăng ký kết hôn. Trật lất, sau 2 lần gặp nhau người ta đưa đến nhau đến khách sạn, còn sau 2 tháng thì đến khoa sản của bệnh viện. Nàng nghiêm mặt, em không đùa đâu. Chàng thở dài, nàng vẫn còn ngây thơ, lại có vẻ nghiêm túc nữa, mà chàng thì vẫn chưa muốn và chưa thể từ bỏ quãng đời tự do. Anh chưa mua được nhà, sau khi cưới vợ chẳng biết sẽ phải ở đâu, phải để dành đủ tiền cái đã.
Nàng cũng thở dài, thời tuổi trẻ nhút nhát và kén chọn cùng công việc bận rộn đã lấy mất của nàng khá nhiều cơ hội. Quỹ thời gian của nàng có hạn mà chàng thì cứ lững lơ. Những chuyện về lương, về nhà và tiền sau đó giúp nàng lơ mơ hiểu được ý chàng. Nhưng nàng biết việc mua một ngôi nhà ở thành phố không dễ dàng gì. Dì có thể gửi cho con vay 10.000 đô được không? Con cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Nàng rụt rè kể về dự tính mua nhà chung với dì. Ok, dì và em cũng sắp về nước rồi. Con chọn đi, tìm xong thiếu bao nhiêu nhắn sang cho dì. Nhưng đừng đưa tiền cho ai trừ người trong nhà và con phải đứng tên đó nha. Vẫn là dì nàng luôn biết rõ cả nể và nhẹ nhàng của nàng. Nàng nhớ tới lá thư một lần nữa dục giả chuyện chồng con của bố mẹ ở quê mới gửi ra. Nhẩm tính số tiền có trong tài khoản vẫn không dám hỏi chàng có thể góp chung được bao nhiêu. Một tháng đi xem nhà, may mắn rồi nàng kiếm được một căn nhà ưng ý với giá mềm. Nàng kiểm lại tài khoản, email cho dì, đồng thời mang hết những đồ nữ trang đắt tiền ra tiệm Kim Hoàng. Mai chúng ta đi xem nhà nha. Nàng vừa nói vừa cố tránh vành môi ướt át và hơi thở gấp gáp của chàng cứ áp sát trên tai, trên cổ cô. Sáng hôm sau, nàng đứng trước gương và phát hiện ra chỉ còn một bên bông tai. Liếc mắt qua chiếc giường ga nệm phẳng phiu không thấy có. Nàng gỡ chiếc còn lại, vất vào thùng rác và mau mãi đi làm. Không may, ngay sáng đó chàng nhắn phải đi công tác. Nàng đành đi đặt cọc nhà một mình. Cả tuần sau đó chàng không gặp nàng. Quyết dành cho chàng một sự bất ngờ. Cuối tuần, nàng tìm tới phòng trọ của chàng. Một vài lần trước, nàng đã đến đây và chàng đã nửa đùa nửa thật với nàng. Nàng là vị khách duy nhất. Vì dãy phòng trọ quá tồi tàn nên chàng chẳng dám mời ai bước chân vào. Khi nàng đến, thấy chàng có vẻ khang khát, thậm chí hơi khó chịu khi thấy nàng. Nhưng nàng đang rất vui nên định rủ chàng đi ăn mà chẳng quan tâm tới vẻ bối rối lạnh nhạt của chàng. Vậy thì em đợi anh tắm cái đã. Chàng vào phòng tắm, được che bằng một tấm ván ép. Nàng ngồi đợi bên bàn, hồi hộp với món quà và tập hồ sơ giấy tờ nhà trong túi. Nhưng bỗng nhiên ngay lúc đó, một trò đùa tai quái kỳ lạ nhất của số phận đã khiến cho nàng nhìn thấy cái vật ấy. Chiếc bông tai hình hoa nhài làm nhái đồ thật của nàng đã bị đốt để thử. Nó nằm cong queo xám xịt dưới chân bàn. Trân trọng giới thiệu đến quý vị truyện ngắn Hột Xoàn của tác giả Trần Thị Diệu Tâm. Trong đời sống đơn sơ tầm thường giản dị ở chốn bếp núc, người đàn bà như chị biết rất nhiều loại ngũ cốc, nôm na là biết nhiều loại hột. Kể sao cho xiết, nhưng thật tình mà nói, chị chỉ thích có mỗi một thứ. Loại hột này không có khả năng nảy mầm cho cây cho trái, nhưng có khả năng làm sảng khoái tâm hồn chị. Đó là hột xoàn. Hột xoàn là thứ hột cho ánh sáng lấp lánh, nhìn phát mỏi mắt, nhìn mà mê tơi. Không có ánh sáng nào đẹp bằng ánh sáng của hột xoàn. Đàn bà ai chả thích, đâu phải một mình chị. Trong lúc ngồi ăn cơm, chị đem chuyện yêu mến hột xoàn ra tâm sự cùng chồng. Chồng chị gắt, chồng không mê, lại đi mê hột xoàn, đừng có dại như thế. Chị cục hứng, chị không dại cũng không điên. Khi biết mình còn ham mê, nghĩa là mình còn ham sống, ham yêu cuộc đời này lắm. Niềm ham mê ấy, một mình chị biết, một mình chị hay. Chị dành dùm mỗi tháng một lần, số tiền mặt tiết kiệm rút ra từ ngân quỹ gia đình. Như con kiến dự trữ lương thực trong suốt 2 năm liền. Vì nhà không có tủ khóa, chị đành giấu số tiền đó mỗi nơi một ít, không nên để chung một chỗ.
Nhưng với thời gian 2 năm sau, trí nhớ chị có đôi chút lãng đãng, nhất là những góc kín đáo. Thấy chị lục lọi tìm kiếm, cô con gái sốt ruột hỏi mẹ. Mẹ tìm gì vậy? Nói con tìm giúp cho. Chị không trả lời, chồng chị cũng thắc mắc. Em làm sao cứ thấy dọn dẹp đồ đạc suốt ngày? Chị biết làm gì chứ, con không tin, huống hồ tin chồng. Nhất là chuyện mình cất giấu tiền để tiêu riêng, chị thấy nó không ổn chút nào. Vì thấy không ổn, không đúng thì chị lại càng náo nức thêm. Chờ lúc chồng con kẻ đi làm, người đi học, chị lấy cớ xếp dọn tất cả đồ đạc trong nhà, áo quần lâu không mặc cho hội từ thiện. Và chị đã kiếm được những gói tiền cất giấu lâu nay, thật là mừng như tiền ai cho. May mắn trí nhớ của chị còn sáng lắm, sau khi kiểm kê tài sản, chị xếp lại sắp tiền ngay ngắn, thứ tự mặt trước mặt sau, đồng tiền euro cũng hơi lạ, mỗi loại đều có kích cỡ khác nhau, có lẽ người mù cũng có thể đếm tiền được, và màu sắc tươi tắn, tiền thì phải tươi mới đẹp chứ. Chị đếm đi đếm lại, mỉm cười số tiền dành dụm cũng được vài ngàn. Chị không nói rõ chính xác bao nhiêu nên người viết không biết được. Tính vốn cẩn thận, chị cuộn lại xấp tiền với sợi dây thun gọn gàng, cho vào một túi vải nhỏ. Cử chỉ này làm chị nhớ đến mẹ chị ngày xưa ở quê nhà, thường hay cuộn tiền để dành cho gọn và dễ cất giấu. Chị thực hiện điều ao ước bấy lâu nay, chị sẽ mua chiếc nhẫn hột xoàn lấp lánh ấy. Chiếc nhẫn nằm trong tủ kính của cửa hiệu có tên Etameller. Chị vốn không mấy giỏi tiếng bản xứ, nhưng lờ mờ hiểu ra rằng nó có ý nghĩa là mãi mãi. Ai mà không quý trọng những gì thuộc về mãi mãi bất diệt. Biết bao nhiêu cặp tình nhân, đám cưới đều tặng vợ nhẫn hột xoàn kim cương lấp lánh, hy vọng chiếc nhẫn sáng ngời ấy giữ gìn hạnh phúc tình yêu của họ đến suốt đời. Nếu người ta bỏ nhau, không phải tại nó mà tại họ muốn bỏ nhau, chứ nó là thứ thủy chung muôn năm, nó là thứ bất diệt. Trước đây, mỗi lần lên phố vào trung tâm mua sắm, chị luôn đến trước cửa hàng Etamel, ngắm nhìn mấy chiếc nhẫn hột xoàn, ước chi có một chiếc sẽ đeo vào ngón tay của chị ngày nào đó. Chị không hề biết hột xoàn loại nào là tốt nhất, đẹp nhất, nước sáng xanh hay sáng tím. Tuy nhiên, chiếc nhẫn sẽ kèm theo một hóa đơn giá trị. Từ ao ước đến chiếm hữu là một tiến trình tự nhiên của con người. Nó phải ở trong bàn tay chị. Chị là chủ sở hữu. Nếu mua được, chị sẽ ngắm nó thường xuyên, không cần phải đi qua mấy chuyến metro mới gặp nó yêu kiều trong tủ kính. Chị tự tin đi vào cửa hàng với số tiền trong túi. Mấy lần trước thì chị rất e dè. Cô gái bán hàng có vẻ thờ ơ với chị. Có lẽ vì biết người đàn bà này đã nhiều lần đến xem nhưng rồi đi ra, hỏi gì cũng lắc đầu. Nhưng lần này thì khác nhé. Chị chỉ chiếc nhẫn có giá tiền vừa đúng, nó được tôn vinh để riêng chờ đợi chị. Cô bán hàng vội chạy đến gần, nhẹ nhàng mở tủ kính, chị rất hồi hộp. Bà muốn mua chiếc này à? Chị cười gật đầu, cô bán hàng ân cần mời chị đến, ghế ngồi có đèn rọi sáng. Cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay chị và xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay giữa. Thật là vừa vặn như chiếc nhẫn được tạo ra cho chính tay chị, không ai khác cả. Chu choa, chiếc nhẫn thật là thích hợp với quý bà. Cô gái cười rất tươi, chứng tỏ cho chị thấy đó là sự thật không chối cãi. Chị mãn nguyện khi trả tiền, cảm thấy mình được đối xử rất lịch sự trang trọng. Chị trở thành một vị thượng đế trong giây phút ấy. Thực hiện được điều ước mơ bấy lâu nay, có ai vui hơn chị? Trong khoảng đường từ cửa hàng về nhà, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời chị. Chị mân mê chiếc nhẫn không rời mắt. Sau khi về nhà, chị vẫn còn đắm đuối với chiếc nhẫn kỳ diệu đó, nhưng thời gian đẹp đẽ ấy tồn tại không được bao lâu. Chiếc nhẫn sáng nhấp nhánh ấy bỗng dưng làm nổi bật bàn tay xương xẩu, nhiều gân xanh nổi lên vì làm lụm lâu năm.
Bàn tay của tháng năm mòn mỏi của một người đàn bà chỉ biết bổn phận. Chị co bàn tay lại, cảm thấy rung động toàn thân. Chị không có bàn tay đẹp để mang một chiếc nhẫn hột xoàn. Viên kim cương này không làm tăng thêm giá trị cho chị chút nào. Tuy nhiên, để đánh tan mặc cảm, chị đeo nó thường xuyên. Mỗi lần ra phố, chị cố giữ một cảm giác tự tin, nhưng hình như chẳng ai trên đường phố biết rằng chị đang đeo trên ngón tay một chiếc nhẫn có giá trị vài ngàn bạc. Vậy niềm mơ ước ấy, chiếc nhẫn quý giá ấy có thật không? Chị nghi hoặc về giá trị của chiếc nhẫn và hoài nghi luôn chính mình. Chị đã nhầm lẫn gì? Chị không giải thích được sự thất vọng ấy. Chị thấy sao mà buồn? Chị có cảm tưởng bao nhiêu kỳ vọng về một ước mơ, nay ước mơ được thực hiện thì bỗng dưng nó tầm thường thế nào? Hay chính vì bàn tay chị không xứng đáng chăng? Buổi tối, chồng con đều ngủ, chị đem chiếc nhẫn ra ngắm nghía. Trong bóng đêm, viên hột xoàn không còn chiếu sáng, nó chỉ nhấp nhánh rực rỡ chói lòa khi nhận được ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, ánh nắng mặt trời hay ánh đèn điện. Tự thân nó không có gì cả, nó phải nhờ, phải phụ thuộc vào ánh sáng khác để khoe khoang vẻ đẹp. Nó chỉ là một viên sỏi đá. Chị nắm chặt chiếc nhẫn trong tay khi nhận ra giá trị thật của nó. Nó không có hào quang. Lúc chiếc nhẫn nằm trong tủ kính, trông nó sang trọng biết bao, sao bây giờ lại thấy nó tầm thường đến thế? Không gian nhà bếp là nơi chốn thân thương nhất của chị. Hầu như chị sống nơi này nhiều nhất thời gian mỗi ngày. Chị cho rằng cất nó nơi đây sẽ dễ dàng nhớ hơn bất cứ nơi nào khác trong nhà. Chị gói chiếc nhẫn trong túi ni lông nhỏ, giấu trong một lọ bột làm bánh. Tụi trộm cắp sẽ không thể nào tìm thấy. Chúng nó hay đi rình mò các gia đình châu Á vì cất giấu tiền mặt và nữ trang trong nhà. Sau một thời gian, nhân dịp phải đi đám cưới con nhà bạn, chị sửa soạn áo quần và chợt nhớ tới món nữ trang quý báu của mình. Ít ra chị cũng có một cái gì để mình nhấp nháy với đời. Dạ tiệc đầy lấp ánh sáng, chắc chắn chiếc nhẫn của chị sẽ chiếu rực rỡ hơn ngày thường trong bóng đêm. Chị cảm thấy phấn khởi, nhưng chị tìm mãi cũng không thấy lọ đựng bột làm bánh nơi đâu. Chị dọn hết các tủ bếp suốt một buổi sáng tìm chiếc nhẫn, nhưng vẫn biệt tâm. Chị nghi ngờ về trí nhớ của mình, lo sợ một triệu chứng bệnh hoạn đến quá sớm. Buổi chiều khi cô con gái đi làm về, chị nói, mẹ định làm bánh nhưng tìm mãi không thấy lọ bột nếp đâu cả. Cô con gái trả lời, hôm trước con thấy lon bột làm bánh của mẹ để lâu ngày quá, con dán bò vào, con đem vứt vào thùng rác hết. Mẹ cẩn thận, con mua thuốc diệt dán rồi. Câu trả lời của con làm chị hoảng hốt bàng hoàng. Nhưng chị không dám nói sự thật đau xót đó. Chị sẽ bị chồng con trách móc đủ. Chị nghẹn ngào muốn khóc. Thấy mình thật vô duyên và không may mắn. Nhưng suy đi nghĩ lại cũng lỗi tại mình. Chiếc nhẫn hột xoàn không thích hợp với số phận chị. Chị tìm hiểu nó là kim, mạng chị là mộc. Theo dịch lý ngũ hành, kim khắc mộc. Thôi thì của đi thay người. Lý ra chị không nên mơ tưởng nó, không nên mua nó với số tiền dành dụm của gia đình. Nó là gì? Chiếc nhẫn hột xoàn lóng lánh kia. Người ta nói mơ ước có khi đem lại niềm vui sống cho tâm hồn. Nhưng giờ đây chị không còn dám mơ ước điều gì nữa. Một thử thách kinh nghiệm đau xót vừa mới trải qua. Chị sợ hãi nhìn thấy mình đã nhầm lẫn tai hại. Thanh thản với hiện tại là điều quý giá nhất với chị từ đây. Chị là người chủ thực sự với căn phòng bếp thân thương này. Hằng ngày, những mùi vị của hành tỏi, tiêu ớt, nước mắm, đó là những gia vị nồng nàn ấm áp tâm hồn chị. Đó chính mới là thực sự cuộc sống của chị. Tại sao chị lại đi tìm đâu xa những bóng bẫy lấp lánh, huyễn hoặc không thuộc đời sống của chị? Chị tự hỏi và cũng không biết câu trả lời. Câu chuyện hột xoàn xin được phép dừng lại ở đây.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào!